mình vô đây là cái cửa nó mở ra đó nè. Hết tổ má tổng sư căn trùng chi căn. Phải. Anh ơi. Xin chào cả nhà, xin chào cô chú anh chị và các bạn trong cộng đồng mạng trong ngoài nước. Hai anh em con chúc cả nhà có ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe bình an. Hiện tại là hai anh em con đang ở cái căn nhà của nhà cũ của anh Rượu Hai Lăng. Thì do là ở nơi đây thì có một những người mà không tốt á, ở đến đây họp phá một lần rồi. Thì không biết là lần thứ này thì không biết như thế nào nữa. Thì anh em con thì đến đây á, thì là cũng nghe lời anh Rượu thôi, là giúp cái hương linh mà anh Rượu đã nói. Thì anh em con á, sẽ đi vào căn nhà để tìm hiểu, để mời họ về rồi khuyên họ đi tu nha. Thì bây giờ anh em con sẽ bắt đầu nha. Thế thôi nha. Đây, anh em con đã đến rồi. Nơi này thì lần đầu tiên lúc mà hai anh em con đến nơi đây á, rồi là kinh khủng luôn, không thể nào mà diễn tả nổi. Cái tủ hình như đau mắt rồi anh Tư ơi. Còn ở trên đây thì cái cây hình như mất hết một cái cây. Cho họ lấy. Mới đâu ha. Nè. Thì nó có cái lỗ thì nó phá đỡ chứ biên sao. Anh Tư, vâng, lâu ngày để đến đây cũng giống như là trước anh em đến đây nè. Cái tủ nè. Đây, anh em mình kiếm góc nhìn nào đó đặt máy lên thôi. Em hoạch như thế nào? Em tính đặt. Hả? Ủa? Phải không? Ôi. Mà phải không? Cái đó cái gì vậy? Anh Tư ơi. Phải. Anh ơi. Phải. Anh ơi. Anh Tư ơi, anh ở đó anh chọn rồi cúng lần lần giùm em được không? Hay là đi chung? Không phải cái này là anh Rượu nói hay sao? Ủa rồi, họ bỏ nó không?
không? Còn. Con máy này không thấy ta. Cái máy không có dội xa được, tức quá. Theo anh nghĩ có đi lên đến nơi đó không? Ừ. Ủa sao mình nhìn ở ngoài không thấy mà trong máy thấy? Trong gai của anh đâu à? Trong gai nó không thấy mờ mờ gì vậy? Không. Nó có thấy gì đâu? Trong gai không thấy gì đâu. Do là nó nhỏ quá, nó sao không thấy được. Chẳng lẽ không lẽ bên mộ quán sao anh Tư? Hả? Bây giờ anh em mình ra ngoài cúng đi được không? Chắc bà chung quay mình để nhà hả? Tụi thấy à, ôi da, có người nắm em anh Tư, qua đây nè, Tư, anh thấy ngay đây đúng không? Ý anh như thế nào anh Tư? Mình đi đặt máy ở đâu giờ? Cái gì? Cái họ ừ, lẽ trên cái mộ nè. Hay là mình nuôi qua bển? Giờ cái máy này nhỏ, không thấy rõ. Thì cứ đi theo em nè. Em mới thấy luôn á. Gì? Họ. Đây nè. Kìa thấy không? Có một miếng gió nào luôn đó Út. Theo ý anh như thế nào? Đặt máy ở chỗ ngôi mộ hay là ở đây? Bây giờ mình lại đi cũ đi. Không có. Mình bị dụ rồi đó. Đi vô nhà nè. Vô nhà làm nghi thức cho họ dùng đi.
Bây giờ vợ bạn có không? Không có. Mình vô đây là cái cửa nó mở ra đó kìa. Gì? Hết tổng má tổng sức khăn chung chi can. Sao nhân tư? Hết rồi không? Hướng nào vậy? Hồi nãy là ông rồi. Ờ. Ở cái mặt đó làm phải không? Ờ. Bây giờ anh cảm giác như thế nào anh Tư? Nãy anh thấy anh đâu? Bên cửa sổ cái đó đó. Không có. Cái mặt đó làm như máu vậy đó. Thôi đi vô làm nghi thức đêm tư ơi. Biết sao giờ? Hả? Gì? Rồi bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu làm nghi thức cho họ dùng đây để coi họ có động tĩnh gì nữa không. Nãy anh thấy rõ ràng luôn hả anh Tư? Trời ơi, thấy ra vậy. Thôi, bắt đầu thôi. Rồi, em con cái bài cúng cho họ dùng cái đi. Thank you.
biết ta, ta sẽ đỡ đủ lo. Nhanh, không kịp nữa đâu, nhanh lên. Mày đỡ đúng không? Bây giờ ngồi đỡ không? Ở thấp nghe bà con ngồi cũng cho họ ngủ ngay đầu chứ bây giờ mà bị đỡ cái tay kia. Cái gì? Ôi, em thấy có ai mới phớt ngang, không lẽ là ông hồi nãy hả? Ở đâu? Ông kêu mình nhanh giúp ổng á. Hình như Hương Linh nó là người ông hay là cái gì á. Cái chân quay nè. Bây giờ để dưa bánh trong nhà đi. Mình anh đốt ba cây nhang với nước giùm em đi. Anh ở đây ở ổn không anh Tư? Hay là mình đi chung? Toàn ơi Toàn. Thôi đi chung đi. Cái tủ này buộc có để cái máy rung hay gì cứ gì đâu có cái gì đâu. Con có đâu tưởng để máy rung. Bất thường ở nơi đây thiệt luôn á. Nhanh đi anh em mình đi ra. Đó. Lại có tiếng họ đó. Đi, đi anh ơi. Đây. Cái tủ đó đó. Không, cái này con dựa vô cái tủ. Nãy con đụng. Cái nó kêu từ từ đi nè. Anh chậm anh đi anh Tư. Ông nói là bên bển á. Đại nữa nè anh Tư. Con không biết là các vị có phải là ông hồi nãy không? Ây da. Thấy không anh Tư? Ông hình như ở trong cái ngôi mộ đó đó. Rồi. Anh em con sẽ tranh thủ đi lấy cái một thứ mà cái ông hồi nãy ổng cần nha. Ông nói là huynh gì của anh Gũ á. Tìm cái thứ gì ta? Anh kêu lấy một thứ. Ở đây có dĩa chén gì đây nè anh Tư. Nè. Thấy không?
Dĩa. Dĩa. Cái gì? Sợ nè. Cái gì không? À biết ông kêu lấy một thứ, ai biết lấy cái gì. Ở đây thì có cái dĩa. Dĩa là thứ đời của ông ngoại con đó cả nhà. Giống giống vậy. Nhỏ vàng. Lấy đâu ta? Không lẽ ông kêu lấy cái này hả? Cái gì đây nè? Thì thử đây. Anh không lắm. Trời ơi, có cái cây gì nhỏ quắc luôn nè. Anh bấm vô cái màn hình giùm em cái coi. Đâu có đâu, anh tự bấm vô cái giùm em coi. Cái tay cầm rồi. Để em bấm luôn cho, anh cầm cái máy giùm em coi. Anh bấm gì kỳ kỳ vậy. Đó. Không hiểu cái này là cái gì ta. Nó có nhọn quắc ở chỗ bên trong. Không lẽ ông kêu mình lấy cái này hả? Cắt giữ anh Tư. Ôi trời ơi, em thấy nó phát sáng như anh Tư. Phát sáng. Nóng không? Nóng không? Nóng không? Không. Giờ hai anh em con đem về nha. Không biết cái này là cái gì. Ê. Có cái bọc đen hơn Tư. Còn cái nào nữa không? Anh kiếm tiếp em coi. Không có rồi. Ủa? Khói đâu vậy? Có khi là lúc mà mình mở. Có khi là lúc mà mình mở. Ủa? Có khi mình mở được cái đó ra không? Em bỏ vô túi rồi. Bỏ túi à? Nãy phát sáng anh Tư. Thì ông ơi, con đã thực hiện rồi. Bây giờ con làm gì tiếp theo? Dạ. Ông kêu mình đi về nhanh anh Tư ơi. Không đâu mình gặp nạn. Nhanh đi. Nhanh Tư. Đi. Đi 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 đi. Vậy là mình thành công chưa? Đi nha. Ai kia vậy? Đi đi. Tranh thủ về. Trời ơi trời. Không có đèn nữa. Rồi cái đèn đậu để làm cái gì cũng vua. Ông này ông lính quýnh tôi nữa trời. Bây giờ nói cái nhà đi thì cả nhà ơi, anh em con thì không biết là do nguyên nhân gì cái ông này như vậy nữa. Thì anh em con thì trước là về cùng trò chuyện với cả nhà và cùng trò chuyện với anh Rũ nha. Anh em con hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau. Bye bye cả nhà.